Cuối năm rồi, mình tiến hành cắt cắt chỉnh cái cây hoa giấy này nhá. Đấy, hoa giấy này đó. Đó. Vừa cắt được một ít rồi. Đấy, vừa cắt được một ít nhá. Năm vừa rồi cảnh dăm rất là đẹp, nhưng mà mình cắt xong sau cắt nó bật lộc, dăm bật lộc rất là đẹp. Đấy, nhưng mà dính cái đợt sương muối, thế là nó hỏng cái choạt lộc đấy. Thế là đến lúc nó bật lại nó không bật được nữa, thế là nó bị hỏng cành, bị hỏng rất nhiều cành này này. Đây, đây, đó, cành bị hỏng, thế mới đau. Tiếc ơi là tiếc. Vừa rồi mình để cho nó lên tự di tự nhiên tự do nữa, cho nó già. Bây giờ mình mới cắt lại làm lại. Đấy, khả năng là phải thay đất nữa thì nó mới ok được. Đất để lâu ngày không thay cho nên là cũng khó. Đó, nhá, cây như này, hiện trạng như này, nếu mình cắt ra xem, quay cho các bạn xem nhé. Trồng trên táo không? Có. Đào để đào mấy khóm đồng tiền cái đây là đào trồng ở đâu chứ? Cắt cái cây này đó. Đào ở trồng chỗ nào thì mới đào chứ? Không trồng như chậu. Trồng như chậu.